Hôm đó đại ca thật là thiên xạ, kiếm tẹo nữa là thằng em của em nó chết rồi. Vậy sao? Đúng là con nhỏ đó đẹp thiệt. Đại ca đúng là một bậc cao nhân, vừa có mắt tinh đời, vừa mưu sâu kế cao. Em xin chúc mừng đại ca. Cảm ơn các chú em. Đây là phần thưởng dành cho các chú em. Chia nhau cho đều nghe. Dạ, cảm ơn đại ca. Đại ca quá. Lần sau có việc gì, đại ca nhớ kêu tụi em nữa nha. Kêu tụi em nữa nha đại ca. Các chú làm tốt lắm. Dạ. Tôi mà cưới được con nhỏ đó, tôi sẽ đãi các chú một chầu linh đình. Dạ. Đại ca giỏi thiệt hả? Các chú cứ tự nhiên chứ nha. Sao? Đại ca mà. Anh sống có một mình hả? Nên nhà cửa cũng bừa bộn. Lần đầu tiên đưa bạn gái tới chơi mà dọn dẹp từ sáng tới giờ, không biết còn thiếu sót cái gì không nữa. Thằng bối, dừng xe lại. Bà ta bị điên. Có anh ở đây, em đừng có sợ. Thằng gì vậy? Mày làm gì con gái tao vậy hả? Con bé hiện đang ở đâu? Bà điên nè. Tao không có điên. Hôm nay tao phải không chết với mày. Mày kéo tao đi đâu? Mày làm nó còn chưa đủ sao? Mày còn giết nó. Cầm đi lại. Bà ta lên cơn động thương rồi lăn đùng ra. Mai mà anh gặp được thằng cai, anh kêu nó đưa bà về láng chạy rồi. Em sợ lắm hả? Thật là tội nghiệp. Vậy còn con gái của bà ta thì sao? Bà ta quan tưởng, sống có một mình làm gì có con cái chứ. Em lên xe đi. Chạy đi. Dạ. Hey, hey. Mời em. Dạ. Anh nghe ba em nói em uống rượu rất là tốt, bữa nay phải thể hiện đó nha. Nhà em có nhiều rượu quá ha. Nhưng rất tiếc là anh ít có bạn Hiền cùng uống. Mời em. Ba em cũng ít bạn Hiền, nhà lại nhiều rượu nên em biết uống rượu từ nhỏ. Đúng là hiếm thấy một cô gái có cái tính như em đó nha. Mời em. Em ăn đi. Dạ cảm ơn. Mời em. Hôm nay có em ở đây thật là vui. Không phải lúc nào anh cũng vui như vậy. Mời. Thank you.
Có chuyện gì mà nghèo bon gọi gấp như vậy? Tôi cũng chưa biết, nhưng có lẽ là chuyện rất quan trọng. Thưa ngài, ông Dũng đã đến. Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép. Ông cứ ở lại đi, tôi có một chuyện cần bàn với cả ông nữa. Dạ. Tôi định cưới vợ. Hả? Tôi xin chúc mừng ngài. Chúng ta sắp có một ngày đại hỷ rồi ạ. À? Đúng vậy. Các ông sắp xếp mọi việc giùm tôi. Tôi sẽ lo những giấy tờ để đăng ký kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân và làm mọi thủ tục hôn phối tại nhà thờ. Không đơn giản đâu. À, phu nhân là quý bà xinh đẹp nào à? Cô nhàn chứ ai. Thưa ngài, tại sao ngài lại kết hôn với cô ta? Có chuyện gì không tốt sao? Dạ, thanh danh của ngài sẽ bị ảnh hưởng. Dạ, rất nhiều điều phiền toái khác nữa. Cảm ơn các ông đã quan tâm. Nhưng còn cả hạnh phúc nữa. Các ông không tính đếm được đâu. Theo như tôi nghĩ, thì cha của cô ta sẽ không đồng ý chuyện này. Ngài có nghĩ đến khả năng ông ta sẽ làm mọi cách để phản ứng hay chống đối chưa? Ông ta tác thành rồi. Chỉ có việc đáng ngại là tôi phải thương thuyết với cô Emily. Ông ta đã đồng ý cho con bé lấy ngài rồi sao? Ngài Bon à, ngài có biết ở ngoài chúng nó đặt nghe về ngài như thế nào không? Về gì? Ông đọc ra nghe. Chúng nó hẳn ai đó mà phải lòng tay, không là gái gú cùng phương đặt nó. Vậy mà ông ta lại cho phép con gái mình lấy ngài. Với ngài thì cô ta không bao giờ xứng đáng. Cô ta chỉ là một con cu li dốt nát bần hàn. Còn ngài thì thuộc đẳng cấp cao quý. Ủa, các ông cưới bà hay tôi cưới bà? Dạ thưa ngài, chúng tôi tính ngược nghĩ xuống cũng vì quyền lợi của ngài. Ngài thử nghĩ, vì những đứa con sinh ra giữa ngài và cô ta sẽ rất là xinh đẹp, nhưng là con lai, trí tuệ nó sẽ không phát triển như những đứa con Pháp khác, cũng không thể sang trọng như những người Pháp khác, mà càng không giống con nhà dòng dõi quyền thế. Cô ta biết chữ và thâm hiểu kiến thức còn hơn những người mà ông mới nói. Hơn nữa, cha của ấy là người từ nhỏ đến lớn gắn bó máu thịt với cây cao su. Họ rất là quan trọng đối với tôi. Ngài Bon à, còn rất nhiều điều khác nữa ngài ạ. Còn bao nhiêu người cần thiết cho cuộc sống của ngài nữa mà. Tôi thật lòng e ngại cho ngài quá. Phải đó. Nhưng còn một điều vô cùng kỳ quặc. Ông cứ nói đi. Đó là tại sao ông về? Lúc trước phản đối kịch liệt chuyện ngài và cô con gái của ông ta. Vậy mà bây giờ lại ra vẻ thân thiết, tác thành đồng ý. Nhất định trong vụ này có vấn đề. Ừ. Đây hẳn là mưu của bọn chúng.
ông ta là phần tử cộng sản nguy hiểm, nghe bốn à? Thôi đủ rồi, tôi đang ra lệnh cho các ông mà. Những điều mà các ông nói, tôi đã nghe mòn tai rồi. Nhưng mà cũng phải có niềm tin chứ. Tôi tin vào tình yêu của tôi. Tôi tin rằng những người thợ thuyền sẽ hiểu được tấm lòng của tôi. Tin cha cô nhà sẽ thấu hiểu tôi. Và các người nữa cũng nên đặt niềm tin vô những chuyện tốt đẹp. Đừng bơi mọc quá khứ đau buồn hay lòng hận thù thêm nữa. Dạ, dạ. Cái bàn mà trải cái tấm này lên đó, đúng là đẹp thiệt. Con thấy sao? Dạ, đẹp lắm ba. Con cảm ơn ba. Có gì đâu con. Ba cũng chỉ làm được vậy cho con thôi. Ba, sau này con đi lấy chồng, ba ở con một mình thôi. Thật sự là con không muốn. Hay là... Được rồi, con lo cho bản thân con là ba mãn nguyện lắm rồi. Ba còn bạn bè, hàng xóm, còn mọi người xung quanh. Con đừng có lo mà. Đời con đã khóc nhiều rồi, bữa nay thì phải vui lên. Ba tin là sau này con không còn khổ nữa. Ngày phone á, đã tới nhà của ông Vệ đã hỏi cưới con bé Nhàn. Sao ông lại nói là chuyện đó không thể xảy ra được? Ai nói chuyện đó không thể xảy ra? Nhìn bề ngoài vậy thôi, chưa dứt khoát là sẽ có một đám cưới. Rồi sau đó là án mạng. Để rồi mày coi. Mấy thằng chủ tay không dễ bị giết như vậy đâu. Chờ tới lúc thằng bữa bị đuổi đi, không còn ai bảo vệ đất lực, thì ông Vệ mới ra tay đó. Chào ông Vệ. Chào Nhàn. Chào ngài. Chào ông. Dạ, kính chào ngài chủ nhất. Dạ, chào ông. Ông gọi ngài Bôn á là cậu thôi. Dạ, ông Kim nói đúng. Từ giờ chú đừng gọi cháu là ngài nữa. Dạ, ngài chủ nhất đây á chưa có thành thân với con gái tôi mà. Dạ, mời tất cả vô nhà. Dạ, mời ngài ngồi. Ngài Bôn. Thiệt là thất lễ quá. Đồ của cô đi á, được như vậy là tốt lắm rồi. Tôi ngồi đâu chẳng được, mà đứng thì cũng không sao. Ngài có đau lắm không? Dạ, cũng hơi hơi thôi à. Xem ra ngài cũng chỉ hơi đau. Để tôi lấy thuốc bóp cho ngài nha. Có lẽ phải như vậy. Nhờ chú. Ngài chờ tôi một chút nha. Thuốc gì ở đâu? Chờ tôi một chút nha. Có ngay hả? Nghe chờ một chút nghe. Chú Vệ, ông Bon có đặt chuyện cưới xin chưa? Chuyện nhà của tụi bay chắc. À thôi, tao đang có chuyện bận đây. Ơ? Nè Bon, ngài ngồi đây nè. Thôi khỏi, tôi đứng được mà. Ngài cứ ngồi đi, chứ đang như vậy đứng sao được. Ngài yên tâm, ghế này chắc lắm, không gãy được đâu. Cảm ơn em, nhưng em cứ ngồi đi. Có thuốc đây rồi, đau ở đâu? Để tôi bóp một cái là hết ngay. Đưa đi coi. Thuốc gì đây? Mùi gì khó ngửi quá, sao khai vậy? Nước giải hòa với muối, so bóp ở đâu á thì hết đau ở đó. Ông đang làm trò gì vậy? Không được bóp nước giải vào người ông chủ nhất hả? Nước giải thì sao chứ,
Bài thuốc dân gian đó ai mà không biết. Biết sao, ngài hết đau là được rồi. Thôi thôi, ông làm ơn giúp đi, đau quá. Không được, ngài đừng có tin quá. Ngài đã có thịnh tình, thân chinh tới tận đây, hạ có muốn cưới kẻ thấp hèn. Vậy mà họ còn chơi xỏ ngài, định trà thứ nước bẩn thỉu này lên cả người ngài, thiệt là quá đáng mà. Không phải như vậy, thợ thuyền chúng tôi ai bị đau, bị trẹo xương cũng đều làm vậy à. Ông đổ quan cho ba tôi quá. Đây là đồn điền của ngài, nhưng chỗ này là cái láng của tôi. Tôi đã bày tỏ hết tấm chân tình với mấy người rồi, mà mấy người nghi ngờ quá lắm. Thôi được rồi, mấy người giàu có, nhiều thuốc tốt, có đốc tờ giỏi thì về nhà kêu đốc tờ tới mà trị. Xin chú tha lỗi cho chúng con, tại ông lo quá nên mới như vậy thôi. Thôi, coi như chị cho cháu xong rồi. Thật sự cháu cũng đỡ lắm rồi đó. Giờ cháu đi thẳng vô câu chuyện nha. Hôm nay cháu đến đây vì muốn thưa chuyện với chú. Cháu và em Nhàn thiệt lòng thương nhau từ lâu rồi. Rất mong chú đồng ý cho cháu được phép cưới em Nhàn về làm vợ, và mong được chú coi như con cái trong nhà nha. Ngài Paul à? Kêu cháu bằng Paul là được rồi. Ừ, thì Paul. Ngoài lô á, thì ông là chủ. Nhưng đến đây nói chuyện như vậy á, thì cậu chỉ là hàng con cái trong nhà thôi. Đó là lễ nghi. Dạ, cháu hiểu à. Cậu với con bé Nhàn nhà tôi á, thương nhau thì cũng được. Cậu muốn cưới nó thì tôi cũng không có ngăn cản. Nhưng tôi phải nói cho cậu nhớ rằng, con gái tôi á, mặc dù là thợ thuyền dưới quyền của cậu, nhưng nó là đứa nết na, tử tế. Tôi không thể để cho thiên hạ cười chê là nó bỏ nhà theo Tây. Kì ba, ý chú là sao ạ? Là cậu á, cần phải tôn trọng nó và tôn trọng ba nó, rồi tôn trọng bà con hàng xóm. Dạ. Tôn trọng những gì mà đã thành phong tục tập quán của dân tộc chúng tôi. Cháu rất là tôn trọng. Bằng những việc cụ thể kìa. Cậu á, là phải có lễ vật đầy đủ. Đầu tiên á, là dạm ngõ, sau đó ăn hỏi, rồi á, mới tới đám cưới. Nhưng trước đó, cậu và nó phải cần học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Phải ra đăng ký kết hôn trước pháp luật, rồi làm phép hôn phối trước mặt Chúa, trước cha xứ và trước cộng đồng giáo hữu. Như vậy là chú đồng ý mọi chuyện hả? Ừ, cậu cứ làm đúng thủ tục như vậy đi, thì con Nhàn sẽ là vợ của cậu. Dạ cảm ơn. Nhất định cháu sẽ làm những điều đó. Mời cậu với chú này dùng nước. Dạ thôi, cháu xin phép về trước. Thật sự cháu đau lắm rồi. Đi gọi đốc tờ đi. Dạ. Tôi trị cho cậu tử tế, cậu không muốn. Cậu khinh tôi, cậu khinh thuốc của tôi. Dạ. Giờ tôi mời nước, không muốn, khinh tiếp. Sợ trong nước có độc hay sao vậy hả? Dạ, không phải như vậy đâu. Khi dễ và nghi kỵ với nhau như vậy thì làm sao mà đòi làm con cái trong nhà này được hả? Chớ có nghĩ rằng làm ông chủ của tôi thì tức là làm con rể của tôi được nghe. Ngài đau thiệt mà. Thôi, ba để cho ngài đi đi ba. Thì tôi làm gì có cản ai đi, ai về đâu. Thôi, ngài về đi. Dạ, cháu chào chú. Không dám. Ngài cẩn thận nghe ngài. Đó, mày thấy chưa? Đến nhà ông dạy một cái là ông chủ nhất thương tích đầy mình rồi kia kìa. Cứ chờ mà coi, sẽ không có một đám cưới nào đâu. Chỉ có một cái đám tang thôi, mà cái đám tang còn lớn nữa kìa. Ông về ông tẩm ngẩm tầm ngầm vậy, nhưng mà ông đâm chết châu đó. Ông đa nghi quá.
nước giải mà ngâm với muối để bóp chỗ đau á là đúng bài dân gian đó. Có điều sau đó để lại cái mùi rất là khó ngửi đó. Nhưng chắc gì đã ngâm với muối, không khéo lại có thứ gì độc ở trong đó cũng nên. Lần sau tôi sẽ không bao giờ để ông theo. Ông làm cho tôi mất mặt quá. Vậy là ngài quyết định thay thế vị hôn thê của mình từ cô Emily sang cô Nhàn đó à? Cô Nhàn cũng xinh đẹp mà. À, dĩ nhiên rồi. Tôi thấy đây là một quyết định phải nói là rất thú vị đó. Chắc chắn với nhiều bài thuốc dân gian mà cô ấy đã thực hành với ngài đó, thì vai trò của tôi cũng sẽ mờ nhạt nhiều. Không đâu. Khi cô ta có thai và sinh con, chắc chắn ông sẽ bận hơn. Vậy thì tôi chúc mừng ngài nhé. Mời các ngài dùng nước mát. Cảm ơn. Nước mát của cô A pha ngon quá. Ngài có cô hầu gái vừa lý tưởng vừa xinh đẹp nữa. Thưa ngài đốc tờ, ngày chủ nhật của tôi còn đau bao lâu nữa ngài? Ngài chịu khó bôi cái thứ thuốc này lên cái chỗ đau nhất. Nhớ là chỉ bôi một lớp mỏng thôi. Và xoa bóp nhẹ nhẹ, vết đau sẽ nhanh hết. Chắc chắn là không đến tận ngày cưới đâu. Cảm ơn đốc tờ. Thôi bây giờ tôi cũng phải có việc bên đồn điền của ông Phan rồi. Phu nhân của ông ta đang bị động thai đó. Được rồi, ông đi đi. Xin phép, tôi không tiện. Dạ, tôi chào ông. Dạ. Chào đốc tờ. Dạ, mời ông. Cảm ơn. Ngài Paul, để tôi xoa bóp cho ngài nha. Thôi khỏi. Đốc tờ vừa thoa cho tôi. Thôi chết. Tôi quên dặn ngài bôi một điều. Ngài chịu khó bôi thứ thuốc này thường xuyên, đều đặn, và phải xoa như vậy nè. Để tôi xoa cho ngài nha. Tôi đã nói là không cần. Tôi quên chưa đưa cho ngài thực đơn để ăn kiêng. Cảm ơn đốc tờ. Dạ, xin phép. Để em xoa tiếp cho ngài nha. Tôi đã nói là không cần. Tôi có thể tự bôi thuốc cho mình. Ngài, ngài ác lắm. Cô đã biết trước sẽ có ngày hôm nay kia mà. Phải, nhưng tôi không cam tâm. Hoa, hôm nay chúng ta bắt đầu học về giáo lý hôn nhân. Các con phải cố gắng học nghiêm túc vì sẽ rất khó đó. Dạ, bữa nay cháu tới là để tạ lỗi cùng chú. Vì chúng cháu yêu nhau nên trót lỡ dạy. Có thiệt hay không hả? Tao hỏi mày, hóa ra cái thai trong bụng của mày là của thằng này hả? Mày định lấy nước mắt để xóa tội hả? Nói đi. Tao đã biểu rồi. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, chanh chua cho lắm giờ. Rồi có ngày cái hòn vàng ném đi, còn hòn chì thì trả lại con ơi. Dạ thưa chú. Mày im. Tao đã biết là mày có thai, vậy mà mày còn chối tới bao giờ hả? Cho tới cái lúc mà cái bụng vượt mặt như vậy hả? Mày làm nhục mặt tao quá mà. Thưa chú, cháu còn chưa nói hết. Tôi không có hỏi cậu. Nói, mày nói mau. Dạ. Yeah.
cực quá mà. Thưa chú, sau khi chú trách phạt thỏa mãn rồi thì xin chú tác hợp cho chúng cháu nên vợ nên chồng. Mày, mày có cái gì mà được cưới con gái tao hả? Mày có cái gì để đảm bảo chăm sóc cho con gái của tao? Mày chỉ là cái thằng su cai đi làm mướn cho Tây thôi. Dạ phải. Thưa chú, cháu là su gia dân xếp chứ không phải su cai bình thường. Chắc còn là người anh em thân thiết với ngày hôn. Cháu có tài sản đủ môn đăng hộ đối để cưới em Sắc. Hơn nữa, cháu có trái tim yêu thương Sắc và chú hết lòng. Mong bà tác thành cho chúng con. Bây giờ ý con sao? Dạ con. Còn ngồi đó mà khóc được hả? Thưa bà, con biết bà chưa ưng con, nhưng bằng tấm lòng chân tình của con nguyện cả đời này đem lại hạnh phúc cho Sắc. Con thật lòng muốn làm rể của ba, nên bị từ chối con chỉ biết tìm cho cái chết mà thôi. Nói thì hay lắm, ráng mà thực hiện nghe chưa. Thôi cứ cho đây là số trời đi. Tôi ra lệnh cho em, từ giờ em chỉ được phép mặc những bộ đồ này. Em chưa thấy bộ đồ nào đẹp như vậy hết. Chúng chỉ là những vật trang trí thêm cho vẻ đẹp của em mà thôi. Ngài làm gì vậy? Hãy nhảy với tôi một điệu. Em không biết nhảy đâu. Em té bây giờ. Em không biết nhảy. Tôi sẽ dạy. Nào. Một. Hai. Hãy nhắm mắt lại. Năm 1743, trong chuyến du khảo đến vùng Guinea, hai hải quân người Pháp là Fresno và De La Condamy đã chú ý đến một loại cây có lá kép mọc thành chùm tủ tán, mũ cây trắng như sữa, khi đọc lại có độ dính, độ mềm dẻo, độ đàn hồi rất cao. Thổ dân người Mèn sống ở miền Nam, sông Amon, thường dùng thứ mũ này để làm nhựa bẫy chiềm và đánh thành những vật dụng hàng ngày. Cuối cùng thì tôi cũng đã tóm được em. Gia la tua. Alors comme ça. Giờ này ba kêu trái tán quá đấy. Mày quay trở lại đây làm gì? Con nhớ ba không được sao? Ba cứ thoải mái đi. Con người nghĩ tiện thể trò chuyện với ba một chút. Mày còn đang học hành kia mà. Thì con bỏ học thôi. Cái gì? Mày nói cái gì? Mẹ mày dạy mày như vậy phải không? Cuộc đời vậy có sao đâu ba. Mẹ thấy ba sống một mình ở đây không yên tâm nên đã đồng ý để con sang đây. Có chuyện đó sao? Với lại cây cao su đang là vật liệu không thể thiếu được trong thế giới văn minh.
Công nghệ sản xuất xe hơi và vũ khí ngày càng phát triển ồ ạt. Bây giờ nó đã trở thành mặt hàng nông sản chiến lược xuất khẩu và bậc nhất hiện nay. Lẽ ra bà phải vui mừng chào đón con, chỉ có thêm một nhân lực tích cực cho đường điện của mình chứ. Không được, mày không thể bỏ trường học để trẻ ngang như thế. Một mình tao ở đây là đủ rồi. Trường học đôi khi không phải là môi trường quá tốt với những người có đầu óc thông minh kiệt xuất. Mày nghĩ mày là loại người đó sao? Thì ba cứ phải để con thử sức mới biết được chứ. Nói chung con chán ngấy việc học hành rồi. Con sẽ ở đây phụ giúp ba, rồi tiến đến cưới một cô vợ như ý là xong. Cưới vợ à? Dù sao đây cũng là nhà của con. Ba không đuổi được con đâu. Những kế hoạch này của con rồi, cần gì ba trao đổi thêm với mẹ đi. Mai là có cái mẫu đàng hoàng thực tế, chứ không nó bắt giờ học hạ thì làm gì được nó. Ông về giúp kịch liệt phản đối mà. Để tôi vô hỏi cặn kẽ xem sao đã. Chứ chuyện này không thể xảy ra được đâu. Không lẽ anh em mình hy sinh xương máu để cho ông muốn làm gì thì làm? Mình phải hỏi cho tới nơi tới chốn. Đừng nóng chú, mình phải biết lắng xuống để chờ đợi thời cơ. Hôm nay ngày chủ nhất đến hỏi cưới mà không mượn được một bộ bàn ghế để kê cho khách ngồi nữa. Đúng là cái đồ cu li ký sắt. Hôm nay bên nhà trai chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt sang thưa chuyện với ông và cô đây. Ngài Bon và cô Nhàn đã thương nhau từ lâu. Nay được sự đồng ý của đôi bên, chúng tôi sửa soạn trầu cao xính lễ đến xin phép bên họ nhà gái, để ngài Bon và cô Nhàn được đi lại với nhau và bàn tính chuyện để hai người sớm được thành vợ thành chồng. Nhà gái chúng tôi xin nhận lễ, chân thành cảm ơn. Hôm nay ngài đi hỏi vợ, vậy là chấm dứt một giấc mơ đẹp của mình rồi. Hoa ơi, cuối cùng thì thân phận mày cũng chỉ là một con ở bất hạnh, cô đơn. Làm sao mình chịu đựng nổi những ngày tháng sắp tới đây? Nhưng con Nhàn có gì hơn mình chứ? Cô ta cũng chỉ là con cu li hạ cấp thôi. Không, mình không thể dễ dàng chấp nhận thua cuộc như vậy. Còn nước, còn ta, mình sẽ giành nhận tình yêu của mình bằng mọi giá. Dạ, xin chào. Chào, chào ông. Xin chào. Dạ, xin kính chào. Vậy là sao vậy? Con gái tôi lớn thì tôi gả nó đi lấy chồng có sao đâu. Thôi có gì cho trong nhà nói chuyện. Dạ xin mời. À, chia hết cho anh em thợ thuyền đi. Anh Vệ, anh phải nói thiệt, nếu mà có ý đồ thì ý đồ của anh là sao? Thiếu gì chỗ gã mà tại sao anh lại gã con Nhàn cho thằng chủ Tây? Có những cái chuyện á, không thể nói giữa thanh thiên bạch nhật bô lô ba la được. Anh em theo đâu á thì phải tin ở đó chứ. Có những chuyện mà tôi phải hy sinh và chấp nhận phải làm, là vì quyền lợi công việc lớn. Vẫn còn khó hiểu lắm, chú cứ nói cụ thể ra đi. Ngay bây giờ tôi không muốn nói thêm gì nữa. Chú cứ nói đi, đừng có ậm ừ như vậy. Không thể nghiêm nhiên một mặt nói thằng Tây này tàn nhẫn độc ác và tìm cách xử lý nó, một mặt thì đem con gái của mình đi gả cho nó. Chú sống như vậy là hai mặt, không thể chấp nhận được. Nè, vì đâu các anh được trả lại tự do, có bao giờ các anh đặt câu hỏi như vậy không? Vậy thì đừng có thắc mắc cái gì nữa. Các anh hãy nhìn xa thêm chút xíu nữa đi, thì sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện. Còn bây giờ hãy để tình yêu thương nó trả lời tất cả những thắc mắc của các anh.
em sao vậy? Em uống rượu à? Phải. Tôi đã uống hết một chai rượu, chứ không phải là 5 ly rượu như ngày trước. Chết. Đốc tờ dặn em á là đừng nên uống mấy thứ này, không tốt cho thai nhi. Anh Bưởi à, tôi cảm thấy lạ là tại sao cái cảm giác đầu tiên hôm tôi đến nhà anh, được anh cho uống rượu, lại khác lạ đến như vậy. Tôi là người uống không biết sai, vậy mà sao bữa đó? Cái đó là rung động đầu đời. Anh rất tự hào về điều đó. Hôm đó anh có uống nhiều đâu nè, mà cũng xuống sang cả người. Không phải. Có nhiều khi mình không kiềm chế được cảm xúc của mình là chuyện bình thường. Không phải mà. Vậy em biểu làm sao? Chẳng lẽ em nghĩ anh hại em sao? Có thể lắm chứ. Anh là người quân tử, ai thèm làm mấy cái trò mèo chuột hèn hạ đó. Em nói như vậy là xúc phạm anh. Anh lại luôn nghĩ em đã cảm mến tấm lòng hào hiệp của anh, nên đã dành tình yêu thương cho anh. Không ngờ. Dẫu sao bây giờ em cũng là dán ra đóng thuyền rồi. Em nghĩ vậy là đúng. Bây giờ phải dành tình yêu cho con, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Thôi, cãi nhau làm chi? Các anh em nhận quà cưới của cô Nhàn nè. Mặc dù chúng tôi vừa được thả ra khỏi ngục, nhưng chúng tôi không thể đổi tánh mạng để lấy miếng ăn. Những lời giải thích của chú lập lờ quá, chúng tôi chẳng hiểu gì hết. Chú nói đi chú. Các anh em, không lẽ mọi người quên rằng mới đây chúng ta đã bị sát hại 30 người? Bao nhiêu người thân của chúng ta đã bị chết dưới bàn tay tàn bạo của thằng Tôn? Vậy mà mọi người bây giờ lại tưng bừng chúc tụng cho nó. Chúng ta đã hy sinh, mất mát quá nhiều, cái chết nào xá gì. Giờ không cần ông Vệ đánh đổi con gái của mình, cũng không cần cô Nhàn hy sinh cả đời mình để chúng tôi ra khỏi cõi chết. Đúng đó. Làm gì có cái chuyện mà đẩy chúng ta xuống địa ngục rồi lôi chúng ta về trần để chứng kiến cái cảnh mà nó lên thiên đàng hả? Thằng Bố là chúa sao? Không, nó mới là đáng bị trừng phạt, mới phải hiểu thế nào là địa ngục nè. Đúng vậy. Chỉ không thể nào để đám cưới diễn ra được. Không chỉ mà lấy tay, thật là nhục nhã xấu hổ. Ông Vệ, thì trả lại sinh lễ, hủy bỏ hôn ước ngay lập tức. Ai đồng ý thì biểu quyết. Đúng vậy. Đồng ý. Được. Đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Dạ, con không việc gì phải sợ. Lần này mọi người quyết tâm bảo vệ con tới cùng, con không phải lấy thằng Tây đó đâu. Yên tâm, nín đi con. Các anh em hãy nghe cho rõ đây. Thứ nhất á, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, mọi người không có quyền can thiệp. Thứ hai á, tôi muốn tất cả biết rằng con Nhàn nhà tôi thương ông chủ nhất là thật lòng. Làm gì có chuyện đó. Chú thay lòng đổi dạ từ khi nào vậy? Hay nó là chủ nhất ở đây, hay là chú ám của? Đó là chú nói. Chú ám của đỏ thằng Tây, mấy thằng bắt thanh của đỏ đó, ai mà thay nổi. Thôi, để mày nói tiếp đi, coi sao. Tiếp nữa, thằng Bôn là người tốt, nó không có giống như những thằng chủ Tây khác. Vừa rồi cái chuyện đàn áp, bắt bớ, giết chóc anh em thợ thuyền chẳng qua là sự hiểu lầm thôi. Bằng chứng ấy, thằng Bôn đã sửa sai là thả người. Thả ra khi đã biến người ta thành thân tàn ma dại sao? Sau khi đã giết chết 30 người à? Không, nó không bao giờ sửa sai được. Vì lúc đó thằng Bôn nó đi vắng, chuyện này do thằng Dũng nó làm đó chứ. Mọi người đều biết
Hồi đầu tôi cũng chẳng ưa gì thằng Bôn. Tôi còn giấu con nhàn ở dưới hầm mà. Nhưng rồi qua quá trình tiếp xúc và chứng kiến tình cảm của con nhàn với thằng Bôn, tôi đã bị khuất phục. Đó là tình yêu mà Chúa đã ban, không ai có quyền ngăn cản được hết. Thằng Bôn mà yêu thiệt à, càng không thể nào tin nổi, thì nó không xứng đáng có tình yêu. Đúng rồi. Chúng nó chỉ có mê tiền, gái đẹp và giết chóc này nọ. Sao hai người lại trở nên ngờ ngạch như vậy? Cô nhàn, cô nói gì đi chứ, cô yêu thằng Bôn thật à? Thôi, đúng rồi, mấy người đừng có gây áp lực cho nó nữa. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Nếu mấy người nhất quyết không ưng thì đến mà nói chuyện với thằng Bôn. Thank you.